Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách này. Trong buổi trưa ngày hôm nay, một buổi trưa cuối tuần, em Hương sẽ lại lên sóng và báo giá rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhé. Em chào anh Giai Lương Quang Huân này. Em hôm nay sẽ báo giá rất là nhiều mẫu xe mới về này. Em mới về thêm Civic này. Những dòng xe Kia Morning số sàn và số tự động giá thì trên 100 một chút em cũng có nhé. Tập lái cũng có nhiều. i10 số tự động này, hôm nay em còn về thêm cả i10 đời 2019 màu đỏ đẹp số tự động bản hatchback này. Về thêm Innova xe gia đình chuẩn chỉ luôn các bác nhé. Innova 2012 xe gia đình đẹp luôn. 0354602790 là số hotline của em Lê Hương nhé. Em chào anh Văn Khương, anh Văn Khương này vào sớm quá. Thay ảnh đại diện rồi, là một cô Ngọc Trinh rất là xinh gái luôn. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương được không các bác ơi. Hải Dương hôm nay thời tiết rất là dễ chịu. Mà dễ chịu như này thì phải cắt xả thu hồi vốn nhiều mẫu xe để các bác nhà mình có động lực mua xe nhé. Bác nào mới vào thì em xin tự giới thiệu này. Em là Lê Hương ô tô Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Bác nào mà có mục đích muốn mua bán trao đổi ô tô có thể giới thiệu cho em nhé. Chào ông Quốc Huy nào, thả tim và cũng như là chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Chào anh Ní Dậu nào, anh Ní Dậu ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em gái Lê Hương nhé. Xe chỉ từ 58, 60, 65 triệu là có xe ô tô 5 chỗ ngồi số sàn đi rồi. Sơ bắc cũng chỉ giá là dưới 100 triệu thôi. Trên 100 triệu thì có 146 triệu có Kia Morning. Chị có cờ đuôi số sàn không ạ? Chị có nhá ông Ngọc Huy nhá. Chevrolet cờ đuôi số sàn chị đang về một đôi 2011, vừa màu đen vừa màu trắng, máy số đẹp luôn. Để lại số điện thoại để mình tư vấn nhá. Chào bác Nguyễn Thái nào. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì có thể bình luận phía dưới bài livestream ngày hôm nay của em Lê Hương, cũng như là kết nối Zalo cho em sẽ tư vấn trực tiếp ạ. Chào bác Thu Hoàng này. Thời tiết Hải Dương khá là dễ chịu luôn nên các bác ơi thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Về thêm i10 số tự động 2019 nước sơn màu đỏ bản hatchback này. 7 chỗ ngồi gầm cao thì có Captiva, mới về thêm Innova các bác nhé. Đây. Sẽ lên sóng cho các bác nhà mình xem luôn. Chào bác Dương Hoàng này. Bác nào mà đang quan tâm về một mẫu xe i10 mà với cái tầm tiền hơn 200 triệu thì có luôn nhé. Chiếc xe i10 biển 30 nước sơn màu trắng đẹp. Em này được sản xuất vào năm 2015. i10 2015 nhưng mà form dáng của 2018 rồi. Đời 2015 nhưng lên form dáng 2018 rồi ạ. Anh Nguyễn Bảo An ơi, i10 2019 giá sao ạ? Đợi em một chút nhé. Con đấy nó phải trên 300 một chút rồi. i10 2019 màu đỏ đẹp, số tự động hatchback trên 300, đợi em một chút nhé. Chào bác Thơm Nê này. Còn ở đây dành cho bác nào thích xe i10 số sàn ạ. i10 số sàn đời 2015 nhưng form lên 2018 này, biển số thủ đô Hà Nội có là đẹp luôn. Nước sơn màu trắng đẹp. Và em đang chờ bán chiếc xe i10 2015 này với giá là 225 triệu. Quá là hợp lý đúng không ạ? 225 triệu cho một chiếc xe i10 đời 2015 nhưng form 2018, nước sơn màu trắng đẹp, ghế da cao cấp 2 màu cho em. Trần nỉ nguyên zin này. Đầu đài màn hình bé nhá. i10 khá là lành, trong những dòng xe ô tô thì i10 là lành nhất rồi. Quá là lành luôn. Các bác nhìn này. Trên xe bác chủ cũ là một người khá là yêu thích những cái hình này. i10 2015 form 2018 giá chào bán là 225 triệu, trên 200 triệu có i10 đây ạ. Và còn có cả i10 màu đỏ nữa các bác nhá. Chào anh Yuso, chào anh Mất Niềm Tin nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Cam lùi cam hành trình có đầy đủ rồi cho em ạ. i10 225 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Em có i10 2019 nữa nhá. Đợi em nào, em sẽ quay luôn là đâu rồi. Vừa mới về luôn. i10 2019 số tự động vừa mới về luôn ạ. Chào anh Giai Nguyễn Sơn nào. Comment mạnh mẽ lên thả tim cho em nào. Đâu rồi i10 đâu rồi, đã đánh đi đâu rồi. Một chút nữa em quay i10 2019 số tự động nhá. Trên 300 xe đẹp như mới luôn. Còn bác nào mà với cái tầm tiền trên 100 triệu đang muốn mua một chiếc xe máy để đi cho nó đẹp thì các bác ơi, mua xe máy làm gì khi mà thời tiết nắng mưa, sắp đến mùa rét, mưa phùn, gió bấc rồi. Kia Morning của em Lê Hương số tự động giá cũng chỉ có bao nhiêu? 146 triệu có Kia Morning đi ạ. Accent 213 không em màu đen. Accent anh Thu Hoàng ơi, em có màu bạc này. Accent 211 màu bạc bản nhập khẩu giá bao nhiêu nhỉ? Giá chỉ có 345 triệu thôi. Còn em không còn màu đen nhé. Accent chỉ còn màu xanh này, màu bạc, màu đỏ và màu trắng thôi ạ.
Vios 2015, anh mất niềm tin ơi, để lại số điện thoại cho em. Mới về thêm một chiếc xe Vios 2015, à cái đấy, 2013 anh nhé. 2013, nước sơn màu đen, xe chuẩn tư nhân gia đình, đi chuẩn 9 vạn 8 nhé. Vios 2013 giá chỉ có 298 triệu thôi. Thả tim, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Giai Hùng Lý, chào anh Tấn Dương. Đẩy view lên 200 khách hàng cho em ngày hôm nay đi ạ. Bớt 10 triệu đồng trên livestream. Bao rút hồ sơ, sáng nay một bác bên Hà Nam đến ủng hộ em Hương chiếc xe Chevrolet Cruze 2011 rồi. Chào anh Trần Văn Cẩn, chào anh Tấn Dương này. 146 triệu có Kia Morning, xe đại biểu quốc hội đi đây. Trần Gia 6D lên đề lộ khởi hành start top này. Có con nào số sàn 200 không? Nếu như tầm 200 em muốn mua Y10 thì có Y10 hoặc Morning, có Morning. Còn cố lên một chút nữa, có cả Cruze bản sedan hai đầu cực đẹp. Còn nếu như mà em thích xe số tự động nhỏ gọn thì chị có luôn một chiếc xe Kia Morning đây. Kia Morning đời 2004, bản nhập Hàn, sấy sợi ghế, điều hòa auto. Lên khá là nhiều đồ chơi luôn. Giá thì rẻ nhá. 146 triệu ạ. 146 triệu có Kia Morning. Biển 36 Thanh Hóa này. Đèn pha có đèn halogen, đèn gầm đầy đủ, cam 360. Wow, một chiếc xe hơn 100 triệu mà rất là nhiều đồ chơi và option. Lên cánh gió thể thao này. Chia sẻ nhiệt tình lên nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe luôn cho các bác. Cao Minh Thiết nào. Bác nào quan tâm thì kết nối Zalo và để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn cho các bác nhà mình. Wow, thời tiết Hải Dương khá là mát mẻ luôn. Thật sự thời tiết em rất thích cái mùa này như các bác nhá. Đây nha, em quay trực tiếp này. Địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương đây ạ. Đây, các bác nhìn này, mặt đường 62m, ngay chân cầu Lộ Cương chỗ Vòng Xuyến này. Cây xăng dầu này là cây xăng dầu nhà em đây. Các bác đến mua xe này, bớt rồi, bao hồ sơ rồi. Em còn lọc cho các bác nhà mình một bình xăng đi về nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Một chiếc xe Y10 đời 2016 màu đỏ đẹp đây. Một chiếc xe số sàn đời 2016 Y10 màu đỏ đẹp. Đây các bác nhìn là Y10 bản thiếu nhá. Lên màn hình Android cảm ứng rồi. Xe mới về đây, biển 14 Quảng Ninh. Trần vẫn là Trần Lỷ nguyên zin, ghế da, à, ghế cũng là ghế Lỷ luôn nhá. Y10 2016 bản nhập Ấn Độ, giá chào bán là 229 triệu. 229 triệu cho một chiếc xe Grand Y10. Grand Y10 đây các bác này, biển 14 nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn hỗ trợ trực tiếp nào. Chào bác Tiến Nguyễn, chào anh Giai, chào bác Mai Hải này. Chào anh Lâm Đức, chào anh Nghĩa Trần. Y10 số sàn 2016 lên la răng đẹp. Bản thiếu ạ, à, em này là bản thiếu như các bác nhìn này. Tay nắm cửa, lẹp chân kính quá là đẹp luôn. Động cơ trang bị 1.0 thì 5-6 lít trên 100 km rồi. Một trong những cái lý do mà Y10 được các bác quan tâm là gì? Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, không bị hỏng vặt, chi phí sửa chữa thấp. Đấy các bác đúng không ạ? 228 triệu có Y10, còn bớt hồ sơ còn bao thêm ạ. Thả tim đẩy view nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Serida. Chào bác Thiên Hồ, chào anh Lâm Đức nào. Lên rồi các bác ơi, đẩy view mạnh nào. Một trong những chiếc xe Kia Sedato được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Wow, biển này mới về đấy các bác này. 4 số 1 chủ từ mới này. Kia Sedato phiên bản hatchback này. À không, xin lỗi, phiên bản sedan nhá, em này mới về rồi. Nhá qua một chút hình ảnh cho các bác nhà mình nhá. À em xin lỗi, Kia Forte em nhầm nhá. Kia Forte em mới về đấy các bác này, mới về luôn nhá. Bác nào mà đang quan tâm với Kia Forte thì em mới về chiếc màu xanh này. Hiện tại ở nhà em còn có một chiếc màu trắng nữa. Màu trắng là 2013, số tự động đẹp. Giá chào bán là 358 triệu. Và bác nào yêu thích một chiếc xe Sedato một chủ từ đầu này. À xin lỗi, là tổng nhầm tên xe thôi, hai form nó giống nhau quá này. Kia Forte đây ạ, bản Sport đẹp đây. Forte một chủ sử dụng từ mới này, vừa mới về nhé. Bác nào để lại số điện thoại. À em này lại còn số sàn cơ các bác ơi. Xe vừa mới về nhé. Forte số sàn một chủ sử dụng từ mới này. Em nhá qua hình ảnh có chiếc Forte số sàn này trước. Chiều nay sẽ lên video luôn nhé. Chưa biết giá rồi, vừa mới về luôn. Chào anh Đồng Lâm nè, chào Đồng Lê. Chào bác Nguyễn Văn Đoàn. À chào bác Quân Nhân của em nhé. Chào bác Quân Nhân. Hôm qua em Hương cũng chốt một chiếc xe cho bác quân nhân, à bác lính cứu hỏa ở bên, chàng trai cứu hỏa ở bên Hưng Yên các bác này. Và ở đây còn có một chiếc xe Kia Morning ạ. Kia Morning đời 2010, bản nhập Hàn, số tự động đẹp, nước sơn màu trắng này.
xe đăng ký 5 chỗ ngồi mà giá chào bán chỉ có 230 triệu thôi. Đèn bi salon, quanh đèn bi là có giải đèn led này, form dáng nhỏ gọn, số tự động lại còn màu trắng nhá. Bản nhập này, hiện tại em Hương đang có hai chiếc xe Kia Morning số tự động bản nhập. Em này là 2010, giá chào bán là 230 triệu. Một em nữa là 2009, giá chào bán là 220 triệu, hai em đều là bản nhập ạ. Em cảm ơn bác mặt trăng mặt trời nào. Em chào anh Nguyễn Văn Khánh nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Đề lộ khởi hành start top, màn hình Android và có cả sấy sưởi ghế hai vùng. Điều hòa của em này là auto nhá. Nếu như bản số sàn là điều hòa cơ thì em này bản nhập số tự động điều hòa auto cho em này. Trần nỉ nguyên zin này, ghế da bọc cao cấp rồi. Nhìn thì quá là nhỏ gọn nhưng mà ngồi lên không quá bé đâu ạ. Nắng rồi các bác ơi. Ngồi lên là không quá là nhỏ đâu nhá, rất là hợp lý luôn. 230 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm. Chào Nguyễn Văn Thắng này, chào bác Quang Việt, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Quan tâm mẫu xe nào kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790. Hôm nay em còn về thêm Innova 2012 xe gia đình. Số sàn giá chào bán là 345 triệu. Y10 2019 số tự động màu đỏ đẹp đang chào bán hơn 300 một chút nhé. Và đây là một chiếc xe Hyundai Avante. Hyundai Avante đời 2013, máy số zin đét luôn. Xin nhan trên gương với một dàn lốp mít dày này. Một dàn lốp mít này, giá chào bán là 365 triệu. Hyundai Avante số tự động đẹp đây ạ. 365 triệu đời 2013. Xe quá là đẹp luôn. Nếu bác nào với cái tầm tiền trên 300 cần tìm xe số tự động màu đen thì không thể bỏ qua Hyundai Avante đâu ạ. Avante hiện tại em Hương đang có một đôi đen và trắng này. Trước mắt khách hàng là một chiếc màu đen. Xin nhan trên gương biển 98 này. Một dàn lốp mid điều hòa auto. Dòng xe Hyundai thì không cần phải nói nhiều đúng không ạ? Chia sẻ nhiệt tình lên nào các bác ơi. Sáng nay và cũng như là chiều qua thì em đã lên về video chi tiết về chiếc xe Y30, Hyundai Y30 biển từ tư nhân Hải Hà Nội này. 4 chỗ 1 chủ từ mới này. Y30 lên đèn bi salon này các bác nhìn này. Quanh đèn bi thì có cả cho em là gì ạ? Đèn led này, xin nhan trên gương. Y30 số tự động bản CMW, tức là bản full đấy ạ, bản full kịch luôn. Một chủ sử dụng, cửa sổ lock này, điều hòa auto, sấy sưởi ghế, số tự động, ghế da zin. Một chiếc xe Y30 với form dáng khá là dài. Nếu như Y10 hatchback nó sẽ ngắn này, Y20 nó cũng ngắn này, thì Y30 khá là dài luôn các bác nhé, không hề ngắn đâu. Nội thất bên trong rất là rộng rãi luôn, gương kính auto. Một trong những dòng xe mà các bác quan tâm rất là nhiều. Y30 số tự động đời 2009 bản nhập em đang chào bán với giá là bao nhiêu ạ? 308 triệu. Màu xanh đẹp, xe tư nhân một chủ sử dụng từ mới này. 308 triệu cho chiếc xe Hyundai Y30. Cam hành trình, điều hòa auto, hệ thống cảm biến va chạm phía sau, 4 mắt cảm biến này. Cam lùi đầy đủ cho em rồi. Em chào anh Luân Thành, chào anh lên Trần này. Chào bác Phương Thái Hoàng, chào bác Huy Quang, chào bác Đỗ Bình Dương này. Y30 ok, bác Hiển Anh Ba ơi. Bác Hiển Anh Đỗ Ba này. Y30 anh để lại số điện thoại rồi. Chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay cho nó máu lửa đi nào anh Hiển Anh Đỗ Ba ơi. Một chiếc xe Y30 của em Lê Hương với số tự động tư nhân một chủ sử dụng từ mới này, biển thủ đô Hà Nội. Cái biển này là quá là giá trị luôn. Bình thường biển Hà Nội nó đã đẹp rồi mà em này còn một chủ luôn nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Huy Quang ơi, anh Đình Đỗ Đình Phương ơi, chia sẻ cho em nào. Y30 308 triệu full option luôn. Em này là bản full CMW. Chốt trực tiếp trên livestream cho em đi anh Hiển Đỗ Ba ơi. Tư vấn trực tiếp nào. Nếu như hôm nay chốt trực tiếp trên livestream em để cho anh còn 308 triệu, còn 300 triệu tròn bao hồ sơ. 300 triệu tròn em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Có Y30 nào. Chào bác Trịnh Hùng nào. Wow, Innova của em Hương đã về rồi. Innova 2012 đã về rồi đây. Bản e xịn đời 2012, số sàn em có Innova nhá. Đây à? Lấy cho em cái áo ở đây mày.
con này khách, con này của khách chốt rồi, còn con nhà em là con đang đi cơ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Lưu Điệp, chào bác Nguyễn Hữu Thọ này. Một chiếc xe i3 Kia Morning màu biển 34 màu đỏ đẹp này các bác này. Wow, Kia Morning mới về mà thêm một chiếc nữa đây. Anh em. Em chào anh Lưu Điệp, chào anh Thắng Đô này. Kia Morning. Em này vừa mới về đây, em này là cũng là đời 2019 này. Kia Morning số tự động đời 2019, giá trên 300 một chút nhá. Xe vừa mới về. Thả tim, chia sẻ nhiệt linh tình lên cho em là anh Thanh Thuận ơi. Em chỉ nhá qua hình ảnh nhá. Một chiếc xe Kia Morning số tự động đời 2019 mới về này. Nước sơn màu đỏ đẹp đây ạ. Nhiều xe không ấy mới về chỗ ấy giá. Quay Innova đi anh ơi, đợi em một chút nhá. Innova đấy là của khách mua rồi nên là em mới về thêm một chiếc xe Innova 2012. Xe chuẩn tư nhân gia đình luôn. Innova đợi em một chút đã. Em có Innova đời 2014, 2013, 2012 và 2015 mới về luôn. Đợt này em về khá là nhiều Innova luôn. Anh You Love ơi, để lại số điện thoại em tư vấn về Innova nhé. Em chào anh Sang Trần, chào anh Hoàng Mai nào. Innova 2012 xe tư nhân vừa đang trên đường về đến nhà rồi, nhưng mà em cho đi rửa dọn một chút ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Ở đây em còn có một chiếc xe i10, Hyundai i10 bản nhập ấn biển 98, bản sedan hai đầu bản đủ nhá. Hyundai i10 đời 2016 với nước sơn màu đen hơi là hiếm luôn nhá. i10 bình thường là hay có đỏ, trắng và bạc, hầu hết là màu bạc là nhiều. Nhưng mà một chiếc xe i10 đây, nước sơn màu đen, đặt riêng từ nhà máy đây các bác này. Anh You Love ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Để lại số điện thoại em tư vấn về Innova này. Và cùng em xem buổi báo giá này, em sẽ lên một loạt những dòng xe Innova đang có tại bãi bên em đây ạ. Chào anh Đoàn Quang Chiến, chào anh Phạm Tuấn, chào anh Hoàng Thiên, chào anh Hoàng Mai nào. Innova đời 2016 biển 98, nước sơn màu đen, bản sedan 2 đầu 2016 bản nhập, em đang chờ bán với giá là 295 triệu. 295 triệu cho chiếc xe Innova i10, cho chiếc xe i10 sedan 2 đầu đời 2016 bản đủ 1.2. Bản đủ sẽ có trên vô lăng tích hợp các phím bấm này, lên được đề lộ khởi hành start top, phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước và có túi khí an toàn đầy đủ cho em nhé. Đó là đặc điểm của i10. Khi mà mua i10 bản thiếu thì sẽ không có những cái em kể trên, mà có cả cảm biến đầy đủ sẽ là bản đủ nha các bác nhé. Bản đủ 295 triệu. 295 đời 2016 các bác ạ. Chào bác Mạnh Gà, chào bác Hoàng Mai, chào bác Tú Trần, chào bác Hoàng Thiên. Mỗi khách hàng ơi, cho em đây Hương xin những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ nào. Innova để lại số điện thoại và em tư vấn này rất là nhiều Innova luôn. 7 chỗ ngồi, không chỉ có Innova 2013 đâu. 2013 là về trước mấy hôm rồi, hôm nay còn về thêm Innova 2012 nữa nhé. 7 chỗ ngồi em còn có cả Captiva này, Chevrolet Orlando này. Một chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2013, số sàn, động cơ trang bị 2.0. Giá chào bán cho chiếc xe Innova này là 365 triệu. 365 triệu đời 2013, động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 8 chỗ ngồi, có Innova này. Lộ thất bên trong màu kem sữa này rất là đẹp luôn. Trần vẫn là trần lì nhá, bọc ni lông khá là sạch sẽ này. Trần này các bác rất là thích luôn đúng không ạ? Sạch sẽ này, không sợ bị ố hay là bị ám này. Ghế da cao cấp, 3 hàng điều hòa tương ứng với 3 hàng ghế, ngồi ở vị trí nào cũng mát lạnh luôn. Innova 2013 nhìn vô lăng là biết chất lượng xe rồi. Táp ly táp lô không hề có dấu hiệu khoan đục đâu ạ. 365 triệu cho chiếc xe Innova đời 2013. 365 triệu. Tất cả những cái gương kính bé nhất ở trên xe cũng đều là liền đời, nói không với thay kính các bác này. Đèn halogen, phanh ABS, em này là bản E 2013 xịn sò cho em đây ạ. 345 triệu, em còn bao hồ sơ và còn bớt nộp cho các bác nhà mình. Chào anh Dũng Hoàng, chào anh Đặng Sĩ Cường nào. Chia sẻ nhiệt tình lên 200 khách hàng đi các bác ơi. Chào bác Văn Thông nào, đẩy tim, đẩy like nào. Hôm nay khá là mát trời luôn.
rất là mát trời luôn. Chỉ cần các bác đẩy tim chia sẻ, đẩy like lên, em sẽ cắt xả lỗ bớt nhiều đầu xe cho các bác nào quan tâm nhé. Và Innova thì em còn có cả Innova 207 này. Một chiếc xe Innova 207 với lớp sơn màu đen đẹp. Động cơ trang bị của em này cũng là 2.0, nhưng em này sẽ là bản G nhé. Innova bản G 207 lớp sơn màu đen. Màu đen của Innova khá là hiếm luôn. Vô lăng các bác nhìn này, dù là đời 207 nhưng mà nhìn có giống 2017 không ạ? Từ vô lăng này, táp ly táp lô còn nguyên, không hề có dấu hiệu mờ, bóng hay là khoan đục gì đâu. Trần vẫn là trần nỉ, bọc ni lông sạch sẽ này. Ghế da thông hơi thoáng khí, không rách vỡ nhé. Và em đang chờ bán chiếc xe Innova 207 đấy với giá là 255 triệu. 250 triệu cần mua xe 7 chỗ ngồi màu đen. Dòng xe thương hiệu thì các bác không thể bỏ qua Innova đâu. Chào bác Văn Thông, chào bác Minh Hằng nào. Chia sẻ nhiệt tình lên nào các bác ơi. Innova 207 đây anh yêu lớp nhá, rất là nhiều Innova, có cả 212 nữa cơ. Có cả 212 xe tư nhân mới về. Thả tim thả like đẩy view nhiệt tình lên nào. Còn ở đây nếu như bác nào mà đang thích về một dòng xe sedan 2 đầu trên 100 triệu số tự động thì em còn có Ford Mondeo. Một dòng xe mà trước kia sở hữu em nó khá là nhiều tiền và toàn là các bác cán bộ cấp cao, công chức viên chức nhà nước thôi. Thì hôm nay một chiếc xe Ford Mondeo đời 2003 số tự động của em Lê Hương bản sedan 2 đầu giá chỉ có 145 triệu. 145 triệu cho một chiếc xe Ford Mondeo số tự động, động cơ trang bị 2.6 nhé. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, biển thủ đô Hà Nội, 4 số một chủ từ mới này. Em Ford Mondeo này thì vì sao các bác lại yêu thích? Vì em nó có quá là nhiều option. Bản sedan 2 đầu nước sơn màu xanh, nội thất bên trong nhìn khá là đẹp luôn rồi các bác nhé. Dù là đời hơi sâu nhưng máy số của em này đi đầm chất này. Điều hòa auto, không phải là điều hòa cơ. Có đầy đủ cửa sổ trời cho em. Trần vẫn là trần lì này, cửa sổ trời này. Kể cả nhỏ nhất như là ghế nhớ 3 vị trí này, ghế lái chỉnh điện, ghế nhớ 3 vị trí này. Cái phần đèn cảnh báo khi mở cửa trên xe vẫn còn nguyên. Và riêng những cái phần này đều là bằng da cao cấp nhá. Ford Mondeo phong dáng cán bộ cấp cao này, ghế lái chỉnh điện nhớ 3 vị trí cho em. Vô lăng thiết kế 4 chấu này, có túi khí an toàn rồi. 145 triệu cho một chiếc xe Ford Mondeo đây ạ. Bác nào từng đi Ford Mondeo sẽ biết rằng dòng này đi rất là sướng luôn. Điều hòa auto mát lạnh ạ. Chào bác Hùng Phạm, chào bác Nghị Hữu này. Chào bác Nguyễn Đình nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Thả tim đẩy view mạnh mẽ nào. Báo giá trực tiếp ngày hôm nay với trên 100 đầu xe cho các bác nhà mình lựa chọn nào. 7 chỗ ngồi số sàn 7 chỗ ngồi giá rẻ. Em còn có Captiva nhé. Captiva đời 2008 với động cơ trang bị là 2.4, máy xăng 7 chỗ ngồi, xin nhan trên gương đầy đủ cho em rồi, nước sơn màu đen đẹp, em có Captiva. Captiva với thiết kế 7 chỗ ngồi số sàn, động cơ trang bị 2.4 đây, form dáng cao to, đi dòng cáp này khá là ok luôn, khá là ok luôn ạ. Thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên nào các bác ơi. Ao hết ra rồi. Em cũng vậy mà, mạng nó bị làm sao ấy. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Captiva 2008 số sàn bản lắp ráp trong nước, em đang chờ bán với giá là 216 triệu ạ. 216 triệu còn bớt và còn lộc lá thêm. Thả tim đẩy like đẩy view mạnh mẽ lên nào các bác nào. Đèn bi salon xin nhan trên gương, có Captiva 7 chỗ ngồi giá rẻ này. Chào bác Tùng Dương nhá. À ta bác Tùng Trường, chào bác Quang Vinh nào, đẩy view mạnh lên cho em nào. Mạng đang có vấn đề nên là hơi trao một chút nhưng không sao các bác nhé, vẫn báo giá trực tiếp luôn. Chỉ cần thả tim thả like và chia sẻ cho em thôi là mua xe với giá đẹp nhé. Chào anh Trần Trình ạ. Bên đây thì còn có một em thương hiệu quốc dân nữa đây. Y10 đời 2015, một chiếc xe quốc dân luôn. 2015 bản đủ, em có Y10 2015, nước sơn màu bạc, đèn gầm có này, đèn halogen xin nhan trên gương, ốp lên la răng rồi, một dàn lốp mít dày nhá. Y10 2015 bản nhập ấn số sàn. Em này là bản đủ này, túi khí an toàn, phanh ABS, đề lổ khởi hành start top em có đầy đủ luôn. Có Camry em tạm hết nhá. Em chỉ còn có Vios này, Innova này và
Toyota Corona Altis thôi. Còn dòng Camry em tạm hết ạ. Dòng Camry là các bác quan tâm khá là nhiều. Lên đợt này em về trước nào là các bác cọc luôn trước đấy rồi. Em còn Corona Altis anh nhá. 2015 thì em có i10 số sàn xe chuẩn quốc dân gia đình đây. Em có i10 đây ạ. i10 này là 245 triệu anh Yosu ơi. 245 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Kết nối Zalo cho em ạ, 0354602790 ạ. 245 triệu i10 2015 số sàn bản 1.0 bản đồ nhá. Quá là nhiều xe luôn. Bên cạnh i10 này em còn có một chiếc xe nữa đây. Em này là mang tên Spark, Chevrolet Spark màu trắng này. Một trong những dòng xe thay xe máy tránh mưa tránh nắng cho em. Và em này là đăng ký 5 chỗ ngồi. Chevrolet Spark giá chào bán là 98 triệu cho một chiếc xe 5 chỗ ngồi. Được sản xuất vào năm 2010. 5 chỗ ngồi form dáng khá là ok, không quá nhỏ đâu. Đi em này tránh mưa tránh nắng, đi gia đình ok và đi xa hoàn toàn ok nhé. Hoàn toàn ok các bác này. Nội thất đẹp, sơn si sạch sẽ rồi. Với cái tầm tiền như là dưới 100 triệu cần mua xe để các bác có thể tham khảo Spark cho em ạ. Ô tô bây giờ rất là dễ mua đây, các bác cứ yên tâm các bác nhé. Chào anh Phạm Miệp này, chào anh Diễn Phan này. Thả tim đẩy view mạnh mẽ lên nào các bác ơi. Những dòng xe tập lái em có là những dòng xe siêu lướt em cũng có luôn. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2019 với động cơ trang bị 1.4 số tự động đẹp. Xe lữ sử dụng và biển 34 chính chủ Hải Dương nhé. Biển 34 chính chủ Hải Dương, Hyundai Accent 2019 này. Đèn bi salon có dải đèn nét rồi, biển 34. Xin nhan trên gương, em này là bản tiêu chuẩn ạ. 480 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent của em Lê Hương ạ. Một chủ sử dụng, một chủ lữ này. Phím mở một trạm thông minh, tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi. Trên vô lăng có các phím bấm đề lỏ khởi hành đầy đủ cho em ạ. Một dàn lốp dày xin nhan trên gương, la răng hợp kim thể thao. Bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình à. Để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn cho các bác nhà mình về Vios hay là i10 nhá, Innova nhá, rất là nhiều luôn. Bên đây em còn có một em Toyota Vios đây. Vios đời 2015 số sàn với động cơ trang bị là 1.5 bản E nhá, bản này 4 bánh đều trang bị phanh ABS. Xin nhan trên gương, Vios 2015 với động cơ 1.5 đây, nước sơn màu bạc. Lên màn hình Android cảm ứng rồi. Lên màn hình Android cảm ứng này. Màn hình này là có lắp sim nhá các bác nhá, màn hình thì có lắp sim này. Lên màn hình Android cảm ứng to. Vô lăng thì có thiết kế 3 chấu túi khí an toàn. Xe thì không tắp, không bị khoan đục này, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình đẹp luôn. Cửa sổ trời, à quên đấy, cửa trần là trần lì nhá. Vios để bảo là cửa sổ trời, em nói nhầm đấy ạ. Táp ly, táp lô quá là đẹp luôn các bác ơi. 345 triệu cho chiếc xe Vios 2015 số sàn của em đây nhá. Có Vios bản E 2015 này. Cam lùi đầy đủ rồi. Hôm trước thì em có về 2018 nữa, nhưng 2018 bán rồi. Đang về thêm 2013 Vios màu đen bản E 289 triệu có Vios E màu đen nhé. Bác nào quan tâm về Vios thì để lại số điện thoại cho em ạ. Chào anh Hoàng Nguyễn, chào anh Máy Xúc Đức Thông, chào bác Đình Huệ nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe luôn nhé. Một chiếc xe Kia Morning với cái tầm tiền 159, 60 triệu dành cho các bác nhà mình đang quan tâm đây ạ. Kia Morning với biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu bạc. Em này là đèn vuông nhá, đèn pha phía trước là đèn vuông này. Phía dưới có đèn gầm rồi. Ốp lên la răng hợp kim đẹp. Morning đời 2005, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007. Em này là số tự động đẹp luôn nhá. Số tự động đẹp cho chiếc xe Kia Morning 2005, đăng ký 2007. Giá chào bán là 159 triệu. 159 triệu xe đăng ký 5 chỗ ngồi có Kia Morning nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em này. i10 vừa rồi em có quay rồi. i10 đây anh Nguyễn Kiên ơi. i10 em có hatchback và sedan. Có số sàn, có số sàn và cả số tự động luôn nhá. Anh Nguyễn Kiên này, i10 đời 2016, động cơ trang bị 1.2 bản đủ, biển 98 Bắc Giang. Nước sơn màu đen đẹp, thiết kế là sedan hai đầu nhá. 295 triệu. 295 triệu cho chiếc xe i10, xe chuẩn gia đình, bản đủ 1.2, số sàn.
có con Innova nào đang mướt không ạ? Innova thì em đã kiểm tra hết rồi, dù là 207 hay là 2010 đều mướt luôn. Nhưng hôm qua em mới về thêm một chiếc xe Innova 2012, xe của nhà bác gia đình đi bán xăng, nhà nhiều xe, đang đi Fortuner, đang đi Innova lên Fortuner, máy dầu lên bán lại, nhà bác ấy nhiều xăng nên là bác ấy đã là xe gia đình rồi còn đi ít cơ anh ạ. 7 chỗ bác Nguyễn Hòa ơi, em có Innova 2012 lướt kính cong luôn. Xe chuẩn gia đình, máy số zin đẹp căng luôn. Để lại số điện thoại nhá, vì sáng nay em mới về, đang cho sang bên gara rửa dọn một chút nữa. Xịt rửa đi cho nó sáng bóng lên rồi em sẽ quay nhá. Để lại số điện thoại cho em. Đã là xe gia đình rồi nhưng gia đình lại nhiều xe lại không đi đến, càng đẹp luôn các bác ạ. Anh Nguyễn Hòa ơi, để lại số điện thoại cho em nhá. Em sẽ tư vấn cho mình ạ. Fiat đời 2015, 2016 không em? Em có anh luôn anh Thái Phạm nhá. Fiat đời 2015 đây. Bản E số sàn động cơ trang bị 1.5 Toyota Vios với 4 bánh cảm biến va chạm phía 4 bánh đều là phanh ABS, la răng hợp kim. Lên màn hình Android cảm ứng rồi. Em có 2013 màu đen bản E gia đình và 2015 màu bạc xe gia đình đây. Đây là chiếc xe Vios 2015 lên màn hình Android rồi. 2015 em đang chào bán là 345 triệu, bao hồ sơ và còn bớt nhá. Anh Phạm Thái ơi, đây ạ, 345 triệu, bao hồ sơ và còn bớt. Em này là biển 22A, biển 22A, xin nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Kết nối Zalo và để lại số điện thoại, hoặc chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay, cọc 5 hoặc 10 triệu là em bao, em ship về tận khu vực mình đang sinh sống nhá. Chào anh Trần Tôn, chào anh Lê Hoàn nào. Thả tim thả like nào, chào anh Đăng Văn Hoàn, Đoàn Văn Hoàng. Thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Chào anh Giang Nguyễn Văn Trinh nhé. Bên đây em còn có một chiếc xe Hyundai Accent, một chiếc xe công vụ của em Lê Hương đây. Hyundai Accent đời 2011 bản nhập khẩu số tự động với động cơ trang bị 1.4, biển 29A thủ đô Hà Nội này. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến nhé. Tất cả những đường dập lổ trên thân xe các bác nhìn này, thắng mớt luôn. Và em này có những hình dán sticker thể thao rồi. Y Accent 2011, máy số zin, sơn zin, nội thất zin, 4 bánh trang bị phanh ABS, 345 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Em còn mới lên cho nó một cái màn hình đây. Phanh ABS hoạt động thế nào? Phanh ABS giống như là một cái ôm của người yêu đấy anh ạ. Càng đi nhanh càng ôm chặt anh ạ. Phanh ABS đấy ạ, giống như mình có người yêu ngồi trên xe anh nhá. Anh càng phóng nhanh cô ấy càng sợ cô ấy càng ôm chặt. Nên là anh cứ đi xe nào có phanh ABS là anh an toàn anh nhá. Là anh an toàn. Anh Phạm Thái ơi, quan trọng là anh có dám chốt trực tiếp ngày hôm nay không? Em đã viết hẳn cáp là thu hồi vốn 128 đầu xe. Nếu như anh Thái Phạm mà làm việc chuẩn chỉ men này, nói được, làm được, thì hôm nay chiếc xe Innova, xin lỗi, chiếc xe Vios 2015 của em Lê Hương sẽ giao dịch với anh với giá là 330 triệu. Anh để giá 330 triệu nhưng em dám chốt cho anh. Anh có dám chốt hay không thôi? Anh Phạm Thái nhá. Em đã viết trực tiếp trên cáp là bao hồ sơ thu hồi vốn nếu như anh chốt cọc trực tiếp trên livestream ngày hôm nay. Làm việc với em Lê Hương nó chuẩn chỉ ạ. Nó nhanh nhẹn nhá các bác nhá. Đây, cọc trực tiếp trên livestream cho em có Innova, có Vios 2015, 330 triệu. Không bao giờ có một cái giá như vậy. Nhưng đã làm việc với em Lê Hương, anh có dám cọc hay không thôi? Thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình nào. Anh Phạm Thái nào, anh Phạm Thái còn ở đây không? Đó, rất là ít khi mà em làm trên livestream mà em cắt sale một mẫu xe nó nhiều như vậy luôn nhá. Bớt trực tiếp trên livestream 330 triệu cho anh Phạm Thái. Bình luận chữ chốt và cọc tiền trực tiếp trên livestream để lỗ ngày hôm nay cho nó giòn giã lên nào. Chào anh Chiến Trần Công, chào anh Trương Anh Hoàng, chào bác Kế Hoàng Mai, chào bác Phạm Xuân Đại, chào bác Lô Dần. Chào anh Chiến anh này. 330 triệu chốt 2015 cho anh Thái Phạm. Chốt xe, ok, chốt xe trực tiếp trên buổi livestream ngày hôm nay. Em sẽ ghim trực tiếp số tài khoản của em Lê Hương đây. Trước hàng trăm khách hàng nhà ngày hôm nay, Em Lê Hương sẽ chốt chiếc xe cờ Vios 2015.
Em sẽ chốt chiếc xe 2015 Vios số sàn màu bạc biển 22 Tuyên Quang này với giá là 330 triệu. 330 triệu cho anh Thái Hoàng, à Phạm Thái này, em sẽ ghim số điện thoại lên, à số tài khoản lên đây nhé. Đây, chốt ok. Một bác làm việc chuẩn men luôn. Anh dám mặc, anh dám để giá đẹp, em sẽ để giá đẹp cho anh luôn. Số tài khoản của em là 10386555. Anh Yusuf ơi, cắt luôn ngày hôm nay mà em đã bảo rồi. Techcombank anh nhá. Anh muốn mặc, anh muốn cắt bao nhiêu em sẽ cắt ngày hôm nay này. Máy số zin không lỗi làm gì, nếu mà xe lỗi không bao giờ dám nói trên livestream trực tiếp. Đây, số tài khoản của em đây. À, của em là Vietcombank anh nhá. Vietcombank. Vietcombank cọc trực tiếp trên livestream ngày hôm nay 10 triệu cho em, xe sẽ thuộc về anh. Anh muốn cắt con nào em sẽ cắt và thu hồi vốn cho anh nhá. Xe cỏ em có nhiều luôn, xe cỏ em cũng sẽ cắt thu hồi vốn ngày hôm nay. Anh Mai Lương Thức ơi, cùng em xem buổi báo giá ngày hôm nay nào. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên. Cắt xả lỗ, thu hồi vốn ngày hôm nay. Đơn giản vì sao? Đơn giản vì thời tiết quá là đẹp. Chia sẻ đẩy view lên nào các bác nào, để em ghim số điện thoại nào. Vietcombank Lê Thị Hương các bác nhé. Ok, số tài khoản em sẽ ghim ở đây nào. Lúc nào giới thiệu về bản thân cho mọi người xem đi. Em xin giới thiệu luôn trực tiếp trên livestream, em là Lê Hương ô tô Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng. Gái Hải Dương, gốc Hải Dương chính cống luôn, nên là nói giọng có hơi bị lặng và hơi bị sai chính tả một chút, nên mong các bác thông cảm nhé. Có con nào biển 37 Vios không? Anh ơi, em có chiếc Vios biển 34 thôi, 37 không có rồi. Hôm trước có biển Thanh Hóa thì chốt rồi, 2018 cũng chốt rồi. Đây rồi, số tài khoản em ghi ở đây rồi nhá. Em chào anh Nguyễn Đức An nào. Vios màu đen hiện tại em chỉ có 2013 thôi. Hiện tại em chỉ có 2013 thôi nhá. Màu đen xe gia đình 2013, 289 triệu chốt luôn ngày hôm nay. Tên là Lê Thị Hương bác ạ, ế toàn tập, gái Hải Dương ế toàn tập luôn. Anh Thái Phạm ơi, nào cọc luôn trực tiếp trên livestream, em đang đợi lỗ tài khoản của anh đây. Số tài khoản của em là 10386555, tức là 5 con 5 phía sau đấy ạ, Vietcombank Lê Thị Hương. Anh nào muốn cắt Y10, cắt luôn Y10 ạ. Có con Kia nào số tự động đời 2016, 2017 hay là 2006, 2007, anh Đoàn Trung ơi. Đó, đây ạ. Nào, cọc trực tiếp trên livestream cho em nào. Anh Yusuf vừa hỏi là cọc bớt cắt xả lỗ con nào, cắt luôn. Em quay con xe đỏ đi. Ok, con này là con Y10. Xe đỏ là Y10, con này thì em bán rồi nhá. Em còn Y10 20 đờ biển là 14 nữa ạ. Em lên con xem nào để em nhìn nào, bình luận cho nào. Em lên con 207 5207 à. Đây anh ơi, lên lại Vios 216 tạm hết, chỉ còn Vios 215 thôi. Vios 215 anh nhá, anh Thái Phạm ơi. 213 màu đen đang bên xưởng gara, em đang cho dọn nội thất vì nội thất nhà bác đấy có con nhỏ nên là nó hơi bụi bẩn một chút. Máy số zin xe chuẩn gia đình. 2013 chạy chuẩn là 9 vạn 8, Innova Vios 213. Em có video đi mua xe tại nhà rồi đấy ạ, nhưng mà em chưa lên sóng vì nhà bác có con nhỏ, cái bút lông để ông bà ghi bao thóc ấy là con nó vẽ bẩn nên là nội thất, nên là khả năng nội thất em phải thay nội thất rồi. Nhưng mà máy số zin, xe gia đình không taxi, không dịch vụ, và em Innova, còn em Vios 215 này cũng vậy. Máy số zin, không đâm xô, không ngập nước. Chốt trực tiếp 330 triệu cho anh Thái Phạm. Số tài khoản em cọc em đã ghi ở đây rồi. Số tài khoản em ghi ở đây rồi. 215 là đẹp, con nào 215 là đẹp. Y10 nhá. Y10 là nghe rõ này anh Yusu này. Bình thường em chỉ bớt 5 triệu thôi, nhưng ngày hôm nay cắt xả lỗ, thu hồi vốn nhiều mẫu xe. Chuẩn bị hàng Tết rồi. Mẫu nào mà làm lâu 1-2 tháng chưa bay, cho bay luôn. 230 triệu bay luôn anh Yusu. Cọc số tài khoản em luôn ghi ở đây rồi.
cọc luôn số tài khoản em ghi ở đây rồi. Xuống like này không có giá này đâu các bác nhá. Xuống like này không có giá này đâu. Anh Đàm Trung ơi, thả tim và chia sẻ, đợi em một chút nào. Đợi em một chút anh Đàm Trung nhá. Có 206, 207 còn là số tự động cơ, 159 triệu thôi. Con này 2015 bản đủ đang bán là 245 triệu, thu hồi vốn 230 triệu. Số tài khoản em ghi luôn ở đây rồi. Lê Thị Hương, Vietcombank, số tài khoản em ghi luôn ở đây rồi. Cọc là có xe, cọc là giá chốt cho em ngày hôm nay, thu hồi vốn nhá. Xuống livestream là sẽ không còn giá này. Xuống livestream là không còn giá này ạ. Bác Bách Việt Bách ơi, có accent, accent có luôn. Bác có thích chốt, anh bác có thích em thu hồi vốn, em thu hồi vốn accent luôn. Trước khi quay accent em sẽ quay lại Kia Morning bản bản SNX này. Kia Morning bản SNX đời 2005, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007, số tự động đẹp và giá chỉ có 159 triệu. Mặc áo vào thì nóng mà cởi áo ra thì lại nắng, không hiểu kiểu gì luôn, thời tiết Hải Dương. Đây nhá, đây ạ. Anh Đàm Trung ơi, accent đợi em cắt thu hồi vốn ngày hôm nay. Xem rằng trong buổi livestream ngày hôm nay em dám cắt thì bác nào dám chốt không nào? Biển Thủ Đô Hà Nội, Kia Morning 2005, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007, số tự động đẹp. Đèn vuông, đèn gầm đầy đủ này, ốp lên na răng hợp kim rồi. Số tự động đẹp bản nhập Hàn, giá chào bán là 159 triệu. 159 triệu có Kia Morning đi. Bác nào dám bình luận thì em dám chốt luôn nhá. Đầu đài màn hình điều hòa đầy đủ cho em rồi. Đó. Form dáng nhỏ gọn 5 chỗ ngồi có Kia Morning đi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Nguyễn Văn Bắc này. Em ơi, để phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Không thuộc về ai là dở rồi. Nếu mà đã đẹp là phải có người rước, còn không đẹp thì mới bị ế anh nhá. Em chào chị gái Kim Cúc nào. Accent của em đây. Accent đâu rồi? Anh Vũ Mạnh, để lại số điện thoại. Em Lê Hương tư vấn cho mình về Vios 2010 à. Vios 2013 xe tư nhân nhá. Xe tư nhân em đang về rồi. Đang cho rửa dọn một chút thôi. Chào bác Ngọc Rèn. Còn bác nào muốn cắt xả lỗ accent, hôm nay em cắt xả lỗ accent luôn. Accent đời 2011 bản nhập khẩu, máy số zin, sơn zin, biển Thủ Đô Hà Nội. Và giá chào bán chiếc accent này của em Lê Hương đang chào bán với giá là 345 triệu. 345 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Cắt xả nhá, 345, 330 triệu vào việc. 330 triệu vào việc chiếc accent 2011 số tự động đẹp. Động cơ trang bị 1.4, bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Không đâm xô và không ngập nước. Màn hình Android cảm ứng này, số tự động rích rắc này. Có Hyundai Accent số tự động các bác này. Ốc nhái zin đẹp toàn xe. Nội thất vẫn là nội thất ghế da zin, trần nỉ nguyên zin này. Ghế da đẹp luôn các bác nhé. Ghế da nguyên bản từ nhà máy này, không phải là ghế da thay đâu. Còn cái màn hình này là em Hương chiều khách. Bình thường màn hình nó là màn hình bé thôi, nhưng em Hương chiều khách này lên màn hình Android cảm ứng này. Nghe nhạc, nghe YouTube quá là hay luôn. Santa Fe 212 em tạm hết anh Lê Đức Thọ nhá. Santa Fe em chỉ còn 2007 số tự động thôi, màu đen. Accent ngày hôm nay em cũng cắt trực tiếp trên livestream này. 345 triệu còn bao nhiêu? Còn 330 triệu. Chỉ trên livestream ngày hôm nay em mới cắt giá này nhá. Em vẫn đang lợi lỗ tài khoản của bác Thái Phạm. Cọc trực tiếp 10 triệu trên livestream ngày hôm nay. Thì Vios 2015 với giá là 330 triệu đang đợi tên bác đây. Tài khoản vẫn nằm im, thông báo biến động số dư là chưa có hoạt động gì đâu bạn. Nên là để lại số điện thoại cọc luôn trên livestream ngày hôm nay. Xuống livestream là không có giá này đâu các bác nhé. Số tài khoản em ghim trực tiếp vào đây rồi. Em chào bác Hoa Anh Túc, chào bác Nguyễn Công, chào bác Trần Hạnh Thăng này. Accent đây, có Accent 11 này. Và xuống tiếp bên đây này, em còn có một chiếc xe La City SE. La City SE bản nhập đời 2010 số sàn, bản sedan 2 đầu. Và giá chào bán của chiếc xe La City SE này là em đang chào bán là 215 triệu. 215 triệu với cái tầm tiền mua Morning và i10 và những dòng xe tập lái. Mà các bác muốn mua xe một bản sedan 2 đầu bản nhập khẩu này, lắp lên lipo, cam lùi, cảm biến va chạm, la răng 5 chấu thể thao, thì không thể bỏ qua La City SE đâu ạ. Với nước sơn màu xám đẹp như thế này, lên màn hình Android cảm ứng rồi. Một trong những cái dòng xe
chưa bao giờ làm khách hàng buồn. Sáng nay cũng chốt một chiếc Cruise và SE là hai những dòng xe tầm vừa tiền mà các bác quan tâm rất là nhiều. Ghế da hai màu, màn hình Android cảm ứng này, điều hòa mát lạnh hai vùng, thảm bẹ sạch sẽ rồi, sơn si sáng bóng luôn. La răng 5 chấu này, phanh ABS, xi nhan trên hông. Có Na City SE cho em nhé, 2010, bản nhập khẩu, số tự động. Cam nùi, cam hành trình, màn hình Android có hết rồi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Ly không lát, chào bác Nguyễn Hải Quân, chào bác Nguyên Vũ, chào bác Đạt Phạm này. Rất là nhiều mẫu xe luôn. La City khác gì Cruise, chắc là khác về giá anh ạ. Khác về giá, một con là lắp ráp trong nước, một con là bản nhập, nó khác nhau nhiều cái ạ. Bác nào mà chuộng hàng ngoại thì thích, thì thích SE, bác nào mà chuộng hàng nhập, hàng lộ nhà mình, thích hàng Việt Nam thì thích Cruise. Xuất xứ nó khác và nó chẳng khác cái gì nhiều cả các bác ạ. Quan trọng là máy số hai em đấy như nhau, chất lên nhiều đồ chơi, tầm tiền nó dễ mua, 200, 210 năm, 204 năm là các bác mua được Cruise và La City SE. Một em là nhập và một em là Việt, đơn giản là thế thôi. Nhiều bác quan niệm là cứ phải hàng trong nước thì đồ nó mới rẻ. Nhiều bác quan niệm là cứ phải hàng nhập khẩu thì là xe nó mới chất. Tùy vào các bác nhà mình đã từng đi và trải nghiệm, thích xe nào thì mua xe đấy thôi ạ. Chào anh Đậu Sĩ Nhân này, chào anh Thìn Quách này, chào anh Giang Vân, chào anh Đạt Phạm. Chia sẻ nào các bác ơi, rất là nhiều khách hàng quan tâm vào đây cùng em Hương giao lưu, không việc gì phải ngại ạ. Chúc em hôm nay chốt được nhiều xe, chia sẻ cho em lên anh nhé. Ở đây em còn có một chiếc xe thật sự nó phải là siêu hot hit. Siêu hot hit luôn nhá. Một chiếc xe RAV4, Toyota RAV4, một dòng xe 7 chỗ nhưng mà em này nó là 5 chỗ cộng 2. Toyota RAV4 đời 2009, số tự động đẹp. Một chiếc xe mà thật sự là quá đẳng cấp luôn. Đèn bi salon, đèn gầm, lao răng thể thao, phanh ABS. Em này là dòng xe 5 chỗ cộng 2 nhá. Giá chào bán là 395 triệu, xin lỗi, 395 triệu này. Zin đẹp toàn xe luôn, trần nỉ zin, trần nỉ là lỉ zin, ghế cũng là lề ghế lỉ zin luôn, máy số cũng là máy số zin luôn. 2009 máy zin RAV4 Toyota bản nhập, cam hành trình, màn hình có hết rồi. RAV4 Toyota 2009 nhá, 395 triệu. Dòng xe 5 chỗ ngồi cộng 2 các bác nhá, 5 chỗ ngồi cộng 2, gầm cao, cao dàn mát máy này. Bác nào từng đi RAV4 thì hiểu rồi, quá là ok luôn. Chị cho em xem con 160 triệu. 160 triệu một là anh có thể đi số tự động. Thì là em sẽ có cho anh một chiếc xe đây. 159 triệu có Kia Morning đời 2005, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007, số tự động đẹp. Chia sẻ đẩy view mạnh lên các bác ơi. Đẩy view mạnh lên, cắt xả lỗ, thu hồi vốn, nhiều mẫu xe ngày hôm nay mà. Biển 29A, thủ đô Hà Nội. 159 triệu cho một chiếc xe số tự động bản nhập nhá. Kia Morning bản nhập Hàn, số tự động đây ạ. 159 triệu, đời 2005 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007 luôn. Động cơ trang bị 1.0, tiết kiệm nhiên liệu, dễ đi. Chỉ có lùi và tiến thôi, chỉ có lùi và tiến thôi. Nhàn chân ga, đi số sàn thì các bác còn luống cuống, đi đô thị mà không xử lý nhanh là luống cuống nhá. Còn đây, đây. Đây ạ, có luôn 159 triệu, có cho em một chiếc xe Kia Morning đây ạ. Em chào anh Hòa Tùng này, chào bác Bùi Khoa, chào bác Việt Bách nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Còn nếu như trên 200 triệu mà muốn mua tặng bà xã này, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Mùng 8 tháng 10 rồi, chỉ còn có 12 ngày nữa để các bác suy nghĩ là 20 tháng 10 lại lên ngủ ở nhà hay ngủ ở sofa đây. Quà tặng mùng 20 tháng 10 cho bà xã nhà mình. Một chiếc xe Kia Morning bản nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động, nước sơn màu xanh, xanh vàng chanh, nhìn khá là đẹp và lạ mắt luôn, nổi bật luôn các bác nhìn này. Trong một dàn xe trên 100 chiếc thì em này nó nổi bật luôn. Nổi bật luôn các bác nhé. Biển 34, tư nhân Hải Dương. Kia Morning bản nhập, số tự động đẹp đời 2009, động cơ trang bị 1.0. Lên màn hình Android cảm ứng và em này là điều hòa tự động, không phải điều hòa cơm đâu. Điều hòa cơ đâu các bác nhé, điều hòa này là điều hòa auto. Sấy sưởi ghế là đầy đủ cho em, trần nỉ đẹp này, ghế da cao cấp rồi. 220 triệu cho chiếc xe Kia Morning số tự động với lớp sơn màu xanh nhé.
nội thất, ngoại thất đều đẹp luôn, nổi bật luôn các bác nhìn này. Trên 100 đầu xe những em này thu hút ánh nhìn đầu tiên này. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau có hai mắt này, màn hình Android đầy đủ rồi. Kia Morning 220 triệu lên một dàn hoa mai cúc này, la răng hoa mai cúc dạng mới, lốp lắp dày, sơn xi sáng bóng luôn. Đây là màu chuẩn, là màu zin của em nó nhá, không phải là đổi màu hay là gì đâu. Màu zin chuẩn của em nó là cái màu này luôn các bác nhé. Đèn halogen có đèn gầm đầy đủ rồi, 220 triệu. Cắt xả lỗ thu hồi vốn ngày hôm nay, bớt 10 triệu đồng bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Bớt 10 triệu đồng bao hồ sơ cho bác nhà mình ạ. Trời mát quá, em chỉ không mát lắm đâu anh ạ. Sáng mưa trưa nắng tối không biết thời tiết như nào ạ. Em chào anh Hải Trần, chào anh Nguyễn Nam nào. Chia sẻ và thả tim thả like lên nào. Lên 200 khách hàng đi các bác ơi, cắt xả lỗ nhiều mẫu xe ngày hôm nay. Anh Thái Phạm còn ở đây không ạ? Vẫn đang trong chế độ chờ tin của anh đây. Cọc trên livestream ngày hôm nay mới có giá đấy anh nhá. Cọc trực tiếp trên livestream mới có giá đấy này. Xuống live là sẽ không có cái giá em như em nói đâu ạ. Và tầm tiền như thế này thì các bác ơi, một chiếc xe Kia Forte số tự động ạ. Kia Forte số tự động đời 2013, máy số zin, nước sơn màu trắng đẹp, đủ tiêu chí cho mình. Trên 300, màu trắng, số tự động đẹp, biển Hà Nội và full option. Em có Kia Forte nhé. Biển 30, Forte với đèn bi salon này, có đèn gầm rồi. La răng thể thao, phanh ABS, một là dàn lốp dày. Gương kính cụp chỉnh tự động, xin nhan trên gương. Và có cửa sổ trời cho em rồi. Forte với hai phím mở, một trạm thông minh, hai cánh trước này. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, ghế da zin nguyên bản nhé. Đề lộ khởi hành start top, màn hình rồi, điều hòa auto. 358 triệu cho chiếc xe Kia Forte. 358 triệu các bác này. Có Kia Forte số tự động này, cảm biến va chạm phía sau 4 mắt này, đèn hậu này rất là đẹp luôn ạ. Nhiệt tình chia sẻ mạnh mẽ lên nào. Chào bác Sơn Lê, chào bác Nguyễn Công Bằng, chào bác Thuyết Đoàn nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Còn nếu như bác nào thích Forte thì em có Forte màu trắng sedan 2 đầu. Chia sẻ nhiệt tình lên nào ạ. Chó con. Em chào bác Đinh Phượng này, chào anh Giang Nguyễn Nhàn đây ạ. Forte 358 triệu bao hồ sơ và còn bớt lọc thêm cho mình rất là nhiều luôn. Và nếu như không thích Forte mà thích Kia thì em còn có cả Kia Cerato. Một chiếc xe Kia Cerato phiên bản hatchback biển 12, nước sơn màu đỏ này. Cảm biến va chạm 4 mắt, nắp nippo rồi. Form hatchback đẹp màu đỏ dành cho những bác nào yêu thích Cerato nhé. Dòng hatchback đi còn sướng hơn cả dòng sedan cơ. Em này cũng full đồ cho em rồi. Cerato đời 2012. Kia Cerato đời 2012, số tự động đẹp. Động cơ trang bị 1.6 em đang chào bán với giá là 365 triệu. 365 triệu Cerato 2012 bản hatchback số tự động. Đề lộ khởi hành, điều hòa auto, cửa sổ lắp. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Các bác nhìn này, quay kỹ này, Cerato là dòng xe đi chơi thôi. Nên là không còn phải nói nhiều về táp ly táp lô đúng không ạ? Vì quá là đẹp rồi, không mòn không xước nhá. Cerato 2012 số tự động cho bác nào yêu thích màu đỏ này. Thích dòng xe Kia Cerato 365 triệu em còn bao hồ sơ. Và còn bớt thêm. Nên là các bác ơi đừng tước những lượt tim, những lượt like, những lượt chia sẻ cho em nào. Thả tim thả like nào. Chào anh Toàn Bùi, chào anh Biên Trường, chào anh Phan Như Hoàng, chào bác Nguyễn Hồng nào. Nên 200 khách hàng ngày hôm nay em sẽ để cho các bác nhà mình giá nào cũng bán luôn. Ai đón? Qua điện chưa? Cứ ra đi. Cứ ra đi. Nó đợi ít người mà nay không phải ngày nghỉ. Đây ạ, 365 triệu có Kia Cerato nhá. Full option, không có số, chỉ có Zalo thôi. À chỉ có ấy thôi, cứ ra đi, không có gì đâu. Và bên cạnh Cerato em còn có một chiếc xe Hyundai Avante. Em hiện tại đang có một đôi Hyundai Avante này. Hyundai Avante đời 2013, nước sơn màu trắng đẹp. Và Hyundai Avante đời 2013, nước sơn màu đen đẹp. Đây là chiếc xe màu trắng với biển 36 Thanh Hóa này. Đèn halogen có đèn gầm rồi, la răng 5 chấu thể thao, xin nhan trên gương đẹp. Avante giá chào bán là 365 triệu, bao hồ sơ và còn bớt thêm. Các bác nhà mình cứ mạnh dạn trả giá đi nào, hợp lý là giao lưu thôi. Cắt xả lỗ nhiều mẫu xe nào. Có Hyundai A
văn tia với điều hòa auto, cửa sổ trời, nước sơn màu trắng này, ghế da màu ghi đẹp. Điều hòa auto cho em nhé. Chưa lên màn hình, bác nào thích màn hình em bao luôn cái màn hình cảm ứng to để các bác nhà mình nghe nhạc giải trí này. Avantia 213 365 triệu, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, 5 răng nhé, la răng 5 chấu, 4 bánh phanh ABS này, táp ly quay cận cảnh luôn, trực tiếp trên livestream táp ly này, táp lô này, túi khí an toàn này. Đấy, xe cam kết không đâm xô và không ngập nước, có hợp đồng mua bán chuẩn chỉ luôn các bác này. Chào anh Khúc Văn Công, chào anh Nguyễn Học Vũ này, chào anh Trần Tiến ạ. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Cerato, Santa Fe em có hết, cái gì em cũng có luôn vì nhà trên 100 đầu xe mà. Ở đây em còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2018 số sàn, động cơ trang bị 1.4. Em đang chào bán chiếc xe Hyundai Accent số sàn màu trắng đẹp này với giá là 415 triệu. 415 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent số sàn. Đây là chiếc Accent số sàn duy nhất hiện tại em Lê Hương đang có này. Lên đề lổ khởi hành, vô lăng tích hợp phím bấm, màn hình Android và được bác chủ cũ độ lên ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện. Còn nguyên bản của nó là chỉnh bằng cơm nhá, nhưng em này được độ lên chỉnh điện rồi. 415 triệu 2018 Accent. Hyundai Accent 2018 số sàn đây. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe luôn. Có xe ghét anh nhá, có xe ghét chỉ hơn 100 triệu một chút thôi, số sàn 209 này. Có xe ghét luôn anh ơi, anh Phạm Thủ ơi, xe ghét thì nay không ở nhà rồi, đi công vụ rồi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Đinh Nguyễn nào. Ở đây một chiếc xe màu trắng đẹp đây, một chiếc xe Grand i10 bản nhập ấn đời 2016, nước sơn màu trắng đẹp. i10 số sàn đời 2016, em này cũng là bản đủ nhá, nhưng giá chào bán chỉ có 259 triệu thôi. Lên đề lổ khởi hành start top này, i10 2016 259 triệu, nước sơn màu đỏ đẹp. Trần gia 6D, ghế là ghế lỷ nguyên, màn hình Android cảm ứng, đề lổ khởi hành start top, vô lăng tích hợp các phím bấm này, có tắt bật cảm biến, phía sau xe có cảm biến đầy đủ rồi. Trao đổi xe không bạn, em có luôn anh Phạm Thủ ơi, anh đang có muốn xe nào muốn đổi lại cho em để mua xe ghét bên em ạ. Kết nối qua Zalo 0354602790 để em Lê Hương tư vấn cho các bác nhà mình nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Có trao đổi mua bán ô tô đã qua sử dụng giới thiệu xe cho em cũng gửi cho các bác nhà mình hoa hồng nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn. 259 triệu có i10 2016 bản nhập đủ đây, bản nhập ấn này. Và ở đây em còn có một chiếc xe CDX, La City CDX với cái tầm tiền trên 200 triệu muốn mua xe full option số tự động màu đen thì em có CDX biển 34 này. Biển 34 CDX lên la răng hoa là đa chấu thể thao, phanh ABS, nhìn cái bộ la răng đẹp quá các bác ơi, quá là chất luôn. CDX đời 2009 bản nhập Hàn, động cơ trang bị 1.6, giá chào bán là 239 triệu. Thay vì mua Morning và i10 số sàn hơi bị ngắn, đi thì số sàn mà lại còn hơi ngắn các bác không thích thì lên CDX đi ạ. CDX 2009 239 triệu, bao hồ sơ, điều hòa auto các bác nhé, điều hòa auto, ghế thì có cả sấy sưởi này, táp lô táp ly đây, dòng xe là đi rất là đầm và chắc luôn. Có CDX ạ, 239 triệu, bao hồ sơ còn bớt. Nếu như màn hình bé quá các bác không ưng, lên luôn màn hình to cho các bác nhà mình luôn. Chỉ cần các bác chia sẻ thôi. Chào anh Giai Dương Kết, chào anh Lưu Nguyễn này, chào anh Đỗ Tưởng, chào anh Vân Nguyễn ạ, chào anh Nguyễn Dung, chào bác Tuyển Ngọc nào. Thả tim, thả like mạnh mẽ lên nào. Đọc số điện thoại đi ạ, 0354602790. Số hotline của em là 0354602790. Các bác có thể vào đấy để lại số điện thoại hoặc em tư vấn nha. Anh để luôn số điện thoại đây cho em nhé. Không 35 460 2790 ạ. Số Zalo của em đây các bác nhé. Đây em sẽ ghim lại số Zalo lên để các bác nhà mình tiện đường, các bác có thể chốt dễ hơn nhé. Có số điện thoại rồi đấy ạ. Em chào bác Xuyên Hằng này. Hôm nay còn về thêm một chiếc xe Kia Morning số sàn. Ôi dồi ôi, 130 triệu.
Kia Morning 130 triệu số sàn đời 2011 cho các bác nhà mình đây. Những cái dòng xe mà vừa tiền như thế này chỉ vòng 24 giờ là bay thôi. Ôi em này bị hỏng màn hình rồi, không sao, thích màn hình có màn hình luôn. 130 triệu cho chiếc xe Kia Morning số sàn đời 2011. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, máy số đẹp. Máy số đẹp nhá, la răng hoa cúc thể thao mới này, form dáng nhỏ xinh, số sàn 130 triệu. Nhưng mà cái màn hình này hình như hỏng rồi. Màn hình hỏng, lên màn hình Android cho các bác luôn. Quá là tơi luôn đúng không ạ? 130 triệu có Kia Morning đi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chào anh Xuân Mã nhá. Bên em còn có những dòng xe như là xe Mẹc chẳng hạn. Mẹc xe 250 bản Blue đời 2009 mà giá là 379 triệu ạ. Bản nhập nhá. Em đã nhìn thấy số điện thoại của bác nào đang gửi cái gì qua Zalo cho em đây. Thả tim thả like nào các bác ơi. Rất là nhiều số, rất là nhiều mẫu xe luôn. Bên đây còn có Captiva số sàn đây, đai 007. Captiva số sàn đời 2007 199 triệu. Đèn bi salon biển 28 nhá. Em đang chào bán là 199 triệu đời 2007. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, hỗ trợ trơn trượt, đổ đèo, điều hòa auto, lên màn hình Android cảm ứng rồi. Có Captiva cho em nhé. Captiva đời 2007 số sàn đây ạ. Và đằng sau một chiếc xe Captiva số sàn 2007 máy xăng là một chiếc xe Santa Fe. Santa Fe đời 2007, nhưng em này là máy dầu số tự động, biển 20, nước sơn màu trắng đẹp, lên đèn bi và dải đèn nét đầy đủ rồi. Em đang chào bán chiếc xe Santa Fe với giá là 375 triệu. Santa Fe 375 triệu, lên màn hình Android, điều hòa lóng lạnh hai vùng, số tự động đẹp. Cửa sổ, em này có cửa lock không nhỉ? Santa Fe là không có cửa lock mà là trần lì nguyên zin, đẹp căng luôn. Giá chào bán là 375 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt ạ. Và bên đây em còn có CDX này. Chiếc xe CDX kia là bản thường, còn em này sẽ là bản full ga tay tự động nhé. CDX bản full ga tay tự động và ghế có chế độ ghế ga nhớ ga cruise control này, ghế da múi này. CDX đời 2010, động cơ trang bị 1.8 ạ. Và giá chào bán 1.6 nhé, số tự động bản nhập và em đang chào bán muốn giá là 265 triệu ạ. Vios 2010 em tạm hết. Em có Vios bản Nimo 211 màu trắng, em đang bán là 210 triệu đồng. Còn nếu cố lên một chút này, em có cho mình một chiếc xe Vios đời 2013, xe chạy 9.8 chuẩn luôn, xe gia đình người ta sử dụng, biển tư nhân Hải Dương, không taxi, không dịch vụ, máy số zin, sơn zin. Anh Đỗ Tường ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nào. Xem i10, ok, có i10 đen, đỏ, trắng này đầy đủ luôn. Để lại số điện thoại cho em ạ. Muốn mua xe ít tiền hơn trăm tí tránh mưa mà mới có đủ 50 triệu thì phải làm sao? Anh Lưu Nguyễn ơi, nếu như mà anh có tầm tiền trên 50 triệu thì anh cứ mua trước một chiếc xe tầm 58, 60 triệu đi trước đi. Đi khi nào chân tay ga số nó nhuần nhuyễn lên thì mình lên đời sau. Vì những cái đời xe thấp đấy thì không thể làm trả góp được anh ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Vì 60, 65, 80 triệu em đều có xe mà. Em chào anh Xuân Thanh này, chào anh Nguyễn Trung, chào anh Nguyễn Anh Khoa, chào anh Đức Hiếu này. Còn thay vì những dòng xe như là dòng xe cỏ này thì em còn có nhiều dòng xe lướt này. Hyundai Accent em có 2019, 2018 và đây là chiếc xe Hyundai Accent 2020. Accent đời 2020 số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.4, đèn bi salon, xin nhan trên gương đầy đủ rồi, bản tiêu chuẩn, đẹp kính quang, bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Accent 2020 498 triệu đời 2020. Nếu mà gọi là lướt thì phải gọi là siêu lướt luôn. Cửa sổ trời thì bản này sẽ không có cửa sổ trời nhá. Bản ATH mới có, còn đây là bản tiêu chuẩn ạ. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh đề lỗ thông minh. Nếu như mà em là nữ em sẽ đi Accent. Em là nữ em sẽ đi Accent, màu này quá là đẹp, đi dòng này cũng đầm và chắc luôn. Thân vỏ cứng, nhiều bác cứ bảo Accent thân vỏ mỏng nhưng không hề mỏng đâu nhá. Chắc lịch luôn, sơn si đẹp luôn ạ.
498 triệu có Accent 2020 đi nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Lâm Bùi. i10 em có vừa số sàn, vừa hatchback, vừa sedan nhé. Có i10. Fiat có 215 và có 213. 211 là bản limo nhé. 211 là limo màu trắng, giá chào bán là 210 triệu đồng. 2015 Vios bản em đang bán là 345 triệu ạ. Cho mình xem Innova. Ok anh, đợi em 2 phút, 1 phút thôi em quay lốt qua Innova. À, Vios này, Vios 2013. Vios 2015, xin lỗi, Vios 2015 bản E số sàn đá chào bán là 345 triệu lên màn hình Android, máy số zin đẹp luôn. Chào bác Nhất Vũ, chào bác Nguyễn Trọng Dung này. Chào chị gái Đặng Thu Trang. Chị gái ơi, sao không vào xem báo giá của em, chia sẻ nhiệt tình lên cho em gái nào. Túc Sơn 5 chỗ ngồi gầm cao em có này. Quay đầu 200 quay đầu cho xe 7 chỗ à. Nếu như tầm 200 quay đầu thì em sẽ tư vấn cho anh về Captiva 199 triệu và 216 triệu. Captiva 216 triệu đời 2008, 7 chỗ ngồi, số sàn, nước sơn màu đen, biển 15 Hải Phòng, lên đèn bi salon, đèn gầm, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Số sàn Captiva 216 triệu, bao rút hồ sơ, chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay. Xe mới về ngày hôm kia nhưng vẫn cắt xả lỗ ngày hôm nay. 216 còn 206, bao hồ sơ luôn. Không cần rút hồ sơ, bớt tiếp, thu hồi vốn ngày hôm nay. Chào bác Nguyễn Thanh, chào bác Phạm Tuấn Minh nào. Thả tim, thả like, nhiệt tình lên cho em đi nào. 200 triệu các bác có thể tham khảo về Captiva nhé. Còn nếu như trên 200 triệu mà muốn mua Innova thì có Innova. Innova đời 2007, xe tư nhân gia đình, nước sơn màu đen đẹp, giá chào bán là 255 triệu cho chiếc xe Captiva Innova, xe gia đình màu đen. Cái màu quá là hiếm luôn. Thật sự cái màu này rất là hiếm, ít khi về cái màu này lắm ạ. Có Innova 207 nhé. Động cơ trang bị 2.0, em này sẽ là bản G cho em ạ. Bản G, xe gia đình, trần lỉ nguyên zin, bọc ni lông, 3 hàng điều hòa mát lạnh, tương ứng với 3 hàng ghế. Ngồi hàng ghế nào cũng không sợ say xe, không sợ nóng đâu ạ. 255 triệu, bao hồ sơ và còn bớt thêm. Thả tim đẩy view nhiệt tình lên cho em nào. Cho xem Túc Sơn đi em. Ok anh, có Túc Sơn 5 chỗ ngồi gầm cao. Innova em còn có 213 và đang về 212 nữa các bác nhé. Túc Sơn máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp, biển 30, thủ đô Hà Nội, nước sơn màu nâu, gọi sang chảnh hơn là màu titanium đấy ạ. Lên đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi, xin nhan trên gương. Và em này có cho em là gì ạ? Đèn led này, 4 bánh trang bị phanh ABS, xin nhan trên gương rồi. Túc Sơn 2010 bản nhập Hàn, số tự động 2 cầu, điều hòa auto, đề lổ khởi hành start top, màn hình Android. Và giá chào bán là 438 triệu ạ. Anh Phạm Thủ ơi, xe ghét hôm nay đang đi công vụ, đi xe ghét để bắt một chiếc xe Innova 212 đang trên đường về. Để lại số điện thoại rồi chút nữa em xuống live em sẽ gửi hình ảnh video ghét cho anh. Ghét nay đi công vụ. Vì sao lại mang chiếc xe ghét đi công vụ ạ? Vì sao? Vì ăn ít xăng, đi nó nhỏ gọn không sợ tắc đường, nên là em mang đi công vụ rồi. Túc Sơn 438 triệu 2010, cửa sổ trời toàn cảnh full HD, đề lộ khởi hành, màn hình Android, điều hòa mát lạnh luôn, 438 triệu. Chào anh Đẹp Hoàng, chào anh ngày hôm nay ngày mai. Chào anh Sơn Huynh, Fortuner âm tạm hết ạ, à. Túc Sơn đây rồi. Nếu như vừa rồi em quay quá là nhiều về i10 số sàn, ít nhất i10 vừa rồi em cũng quay lên tầm 6-7 chiếc rồi, thì đây sẽ là một chiếc xe i10 số tự động nhé. i10 số tự động đời 2015 bản nhập Ấn, số tự động màu trắng đẹp, giá chào bán là 312 triệu cho chiếc xe i10 số tự động, trần lỉ zin, ghế da cũng là ghế ghế cũng là ghế lỉ luôn, vô lăng tích hợp các phím bấm, đề lổ khởi hành start top, em này chưa lên màn hình. 312 triệu cho chiếc xe i10 2015, động cơ trang bị là 1.0 nhé. Xin nhan trên gương, phím mở một trạm, phanh ABS đầy đủ cho em ạ. Em chào anh Boy Lam Vũ Văn, lâu lắm không gặp anh này. Chào bác Bùi Vị này, chào bác Tiệp Trần này, chào bác Dương Nguyễn Hà này. Thả tim, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. i10 giá rẻ, em còn có i10 2014 bản nhập Ấn ở đây, giá chào bán là
200 triệu tròn, biển 17 Thái Bình có Y10 đây nhá. Y30 có nào? Mấy con gầm cao đi ạ? Mấy con gầm cao thì em có Eco Sport này. Ôi. À em mới về một chiếc xe Eco Sport với nước sơn màu đỏ cam, số sàn mà giá chỉ có 375 triệu thôi. Rất tiếc là hôm nay không ở nhà. Em rất là nhiều Eco nhá và nhiều túc sơn. Hai chiếc túc sơn này, hai chiếc Eco này đâu rồi? Để lại số điện thoại cho em đi nào, em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết ạ. Alo à? Dạ em còn anh ơi. Chiếc đấy là đời 2010, số tự động bản nhập Hàn anh ạ. Dạ. Hai cầu máy xăng anh nhé, số tự động ạ. Dạ. Vàng túc sơn là 2.0 ạ. Anh dùng Zalo số này à? Kết nối Zalo cho em nhé, tí rồi em gửi hình ảnh video cho anh ở đâu ạ? Anh đến luôn rồi anh. Ok anh nhé, gửi cái bạn Zalo để em gửi cho anh đến xem túc sơn nhé. Dạ. Ok anh, ok anh. Ok anh ạ. À, một bác khách đang điện cho em là đến xem túc sơn thì đợi em một chút nha, em gửi hình ảnh cho các bác đã, cho gửi định vị cho bác cái đã nào. 7 chỗ ngồi số tự động thì không chỉ có Santa Fe đâu mà em Lê Hương còn có luôn cho mình một chiếc xe Chevrolet Orlando. Chevrolet Orlando số tự động đời 2017, máy số zin, 7 chỗ ngồi số tự động đây ạ. Giá chào bán cho chiếc xe Chevrolet Orlando này là em đang chào bán với giá là 435 triệu cho chiếc xe Chevrolet Orlando đời 2017. Động cơ trang bị 1.8, số tự động đẹp đây. Máy số zin, xe quá là đẹp luôn. Nếu như Xpander nó 1.5 hơi yếu và tầm tiền của nó hơi cao thì các bác có thể tham khảo Orlando cho em nhé, thương hiệu Mỹ đình đám luôn. 435 triệu mà đời cao 2010 à. Đời cao 2017 nhé, máy số zin, điều hòa là auto tự động cho em ạ, không kém cạnh gì Xpander đâu. Thả tim thả like nào. Anh ơi em đang live stream nhé, anh cứ đi theo định vị này đến thì anh alo cho em anh nhé. Thả tim thả like nhiệt tình đây nào các bác ơi. Accent em có số sàn và số tự động. Số tự động em có hai chiếc luôn. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2011 cũng là bản nhập nhá. Và em này em đang chào bán với giá là 333 triệu số tự động nước sơn màu xanh. Có Hyundai Accent đi nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào bác Hòa Cách, chào bác Trần Gia Hòa, chào bác Quý Đình, chào bác Đại Lục này. Và ở đây còn có một chiếc xe Morning. Morning đời 2016 màu coban đẹp. Em này hơi kén màu một chút vì cái màu này hơi kén các bác nhà mình. Bác nào mệnh mộc hoặc là đơn giản thích màu xanh thì có Morning nhá. Morning 2016 với động cơ trang bị 1.2 em đang bán là 215 triệu. Tập lái em còn có Daewoo Matiz, nhưng điều đặc biệt là Daewoo Matiz này của em là bản nhập, không phải là bản trong nước đâu. Bản nhập Daewoo Matiz số sàn 5 chỗ ngồi, giá chào bán là 80 triệu. Lên đèn bi salon ốp la răng đẹp rồi, trên quanh xe là nhiều đèn lắm. Bác chủ cũ độ lên khá là nhiều đèn ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá phải trên 100 đầu xe rồi. Mà khách thì đang hẹn đến xem xe rồi, em phải ra đón khách đây. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian quý báu buổi trưa của mình. Những dòng xe bán tải em còn chưa kịp lên này. Bán tải Chitong 2016 469 triệu. Bán tải Isuzu D-Max 2 cầu này. Kia Rio này còn hơn, còn phải gần 20 đầu xe nữa nhưng mà chưa lên sóng được nhé. Bây giờ khách đang đến xem xe và lấy xe rồi các bác ơi. Em chào bác Hòa Thắng, chào bác Hoàng Quách này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá hơn 100 đầu xe đang được chào bán bên em. Rất là tiếc là hôm nay em chưa kịp báo giá hết những mẫu xe đang về nhá, vì khách đang đến xem xe trực tiếp rồi. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho mình. Chào bác Thắng Nguyễn, chào bác Phạm Thành, chào bác Phạm Trường, chào bác Ngọc Sang nhé. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong khách hàng nhà mình sẽ quan tâm và ủng hộ em. Đừng quên những lượt đăng ký kênh, những lượt tin và những lượt chia sẻ nhé. 11:30 ngày mai em Lê Hương sẽ lại lên sóng và báo giá rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Rất mong đã nhận được sự ủng hộ từ khách hàng nhà mình.
Còn bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.